Hồi chiều tối ngày 11 tháng 11, Jennie đã trở về sân bay Incheon, Hàn Quốc sau lịch trình ở nước ngoài. Tại đây, nữ idol có vẻ ngại ngùng trước ống kính phóng viên, cô che mặt và không muốn bị chụp hình. Theo fan thì đây là thói quen của Jennie mỗi khi cô ra sân bay với gương mặt mộc. Tuy nhiên, một số netizen chỉ trích nữ idol làm màu tạo nét tại sân bay bởi trong góc ảnh khác có thể thấy son môi của Jennie khá đậm. Trước đó thì Jennie từng nhiều lần bị chỉ trích là giả mệt, làm màu, tỏ ra sợ hãi đám đông ở sân bay. Tuy nhiên, đã có nhiều người đứng ra bảo vệ Jennie cho rằng có thể nữ idol không muốn chụp ảnh vì lý do khác, chứ không hẳn vì để mặt mộc. Bên cạnh đó, có thể định nghĩa mặt mộc của Jennie chỉ là không trang điểm mắt hay đánh nền quá đậm. Mặt khác, việc Jennie không cảm thấy thoải mái khi bị nhiều người chú ý là điều bình thường và đây cũng là quyền cá nhân của nữ rapper. Trước đây, Jennie từng nhiều lần bị chỉ trích vì ôm đầu mệt mỏi hoảng sợ khi có quá đông người vây xung quanh ở sân bay. Nhiều fan đã để lại lời bình luận động viên cô, đồng thời yêu cầu fan tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ. Chuyển sang một tin tức khác. Tại lễ trao giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu, nhiều nghệ sĩ K-pop đã được vinh danh với các giải thưởng lớn. Trong đó thì Lisa, thành viên của nhóm nhạc Blackpink gây ấn tượng khi mang về cho mình hai chiếc cúp với tư cách nghệ sĩ solo. Cụ thể, nữ thần tượng người Thái Lan đã giành giải màn kết hợp xuất sắc nhất cho ca khúc New Woman kết hợp cùng với Rosalia và cộng đồng người hâm mộ lớn nhất. Nhờ đó, Lisa chính thức trở thành ngôi sao K-pop có nhiều giải thưởng nhất tại EMA năm nay. Trước đó, tại lễ trao giải MTV VMA, thành viên nhóm nhạc Blackpink cũng gây ấn tượng khi nhận giải bài hát K-pop xuất sắc nhất, giúp cô trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên chiến thắng ở hạng mục này. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Tốt Sao Hàn. Để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất và hot nhất thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất và nhanh nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!